Hello, xin chào anh Nam nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cửa hàng Cát Cảnh. Đấy. Đạp xe gần 4 cây số. Vì đam mê nên mình phải tới chơi cá. Cá này. Bốc sên này. Ô, cá cói này. Rồi, đặt nhá. Nhiều chưa? Còn cả mặt lôi. Ôi rồi, có con cá chết. Đây. Cá này, cá lông ban này. Cá lông ban này. Cá lông ban, cá mặt lâu. Cá chết. Đói này, có cá bu lại này. Sướng chưa? Cá coi này, cá coi Nhật Bản đấy. Đây là cá chẹp coi này, chẹp coi con này, chết đây, cá chết nhiều dữ, cá chết nhiều dữ. Đi vào đây nhiều cho mọi người. Khi nãy giờ mình cứ ở ngoài mình tưởng đâu là ít. Vào đây cả bảy màu nhiều gì sợ luôn. Đây, guppy này. Đấy. Guppy này, guppy nhiều lắm. Cái này giờ ở ngoài cũng biết vào đây nhiều gì sợ luôn. Ồ, cá gì to chưa. Ồ. Nó còn mèo nữa. Mèo. Nó còn mèo đấy chứ. Mèo này thịt đêm nay nhất á, nhưng mà đắt quá. Cả guppy này. Trời ơi, đẹp chưa. Guppy. Oh, guppy đẹp chưa. Đẹp đi sâu luôn. Từ từ mắt đỏ. Mèo này. Chó này. Mèo này. Đẹp chứ. Thời tương này. Nhiều màu chưa. Một con 2 sen này. Tầm 400 ngàn nha mọi người.
Một con 350 yên, tầm 70 ngàn. Giờ sờ một con cá bảy mau mà 70 ngàn luôn. Một con này 60 ngàn. Dàn người chưa, bỏ tay lần theo này. Đó, một con là 60 ngàn. Còn đây một con 100 ngàn luôn. Dàn nhá, cứ bỏ tay lần theo này. Cứ bỏ tay lần theo này. Mình sợ cả dàn người ha. Rồi, trong đây có pin nhiều gì sợ luôn. Cả nhiều gì sợ luôn. Có mèo mún này, đẹp chưa? Thôi giờ cả nhiều lắm, để mình mua về về nhà ra cho mọi người xem nha. Ok, để mình lừa cả xong rồi về nhà cho mọi người xem. Cả nhiều gì sợ luôn, nhớ đạt gì sợ, cả rất là nhiều luôn, đạt gì sợ mà không để cho con nào cảm, nhưng mà ở Nhật đây cả hơi đắt, cả đắt gì sợ luôn, một con một cặp mà 400 ngàn, 400-500 ngàn. Nhiều cả lắm, ô trời, sướng gì sợ. Họ nói giàu nuôi cá khá nuôi chim mà. Đúng là phải giàu mới nuôi được hết các cái đống này. Một cặp mồm toàn là 400-500 ngàn hết đấy. Hai con 1 triệu. Đây, một cặp này 1 triệu. Để xơi ra. Trời, con em gái mình mà thấy mấy con mèo này là thích dễ sợ luôn. Mèo. Mấy con này hiền dễ sợ luôn. Mèo. 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 Con mèo này. Rồi đảo chứ. Mèo. Sướng chưa? Mèo đẹp chưa? Trời ơi. Lâu lắm rồi mới rơ mèo này, 2 năm rồi mới rơ được con mèo. Ơi, em gái mình mà thấy mấy con đi. Mèo. Đó. Tiếc là không nuôi được. Bên đây có con mèo, mèo mún này. Mèo mún này, đẹp chưa? Mèo. Mèo mún này. Em gái có thích không? Để mua về này. Mèo. Đã gì sao nhá. Em gái có xem có thích không? Nói để mua về nhá. Ồ, cho mọi người xem cá xiêm đã chưa? Cá xiêm này. Sướng chưa? Ồ. Trời ơi, đẹp chưa? Cho mọi người xem lại cá này, cá coi này. Đấy. Thằng bú tới này, thấy chưa? Sướng chưa? Đấy.
đó, bú tới này, đó, rơ luôn đã chưa, đó, 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 thôi về thôi, đó, cả có Nhật Bản này, ok, về thôi. Ok, sau 2 tiếng lừa cá thì cuối cùng thì cũng mua được mấy con cá và thêm thức ăn cho cá. Đây, hết của mình hết 1,5 triệu, 1,5 triệu tiền cá đó. Đó, Mizukin tiệm cá cũ ha, quên đấy được chắc một tiệm này mà xa. Từ nhà mình đạp lên đây gần 4 cây, khiếp xa dễ sợ luôn. Ok, thôi về thôi, bye bye mọi người nha. Vì đam mê mà phải đi thôi, xa phải đi.